Và đây là một mẫu váy suông với màu sắc là màu đen. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, màu đen là một cái màu mà nói chung là màu quốc dân, ai cũng thích hết ý. Nên là Phương đã quyết định là sẽ review một cái mẫu váy gọi là váy suông nhưng mà màu đen. Bởi vì sao? Màu đen thì đã làm chúng ta mignon rồi, nhưng mà khi mà dáng suông thì nó còn che hết khuyết điểm luôn. Ví dụ như là bụng này, đấy, hay là mông này, hay là bắp tay to này, tất cả mọi thứ là được che hết bởi cái váy này luôn. Mọi người nhìn này, đó. Nhưng mà ở phía trước ngực này, phía trước ngực mọi người thấy không? Nó vẫn có những cái phần cách điệu rất là xinh. Ví dụ như là cái phần tua du ở phía này này, đó, những cái phần xếp ly này, hay phần cổ. Đây sẽ cho mọi người nhìn kỹ hơn qua cái mẫu này nhé. Đây, mọi người thấy không? Đó, cái phần phía đằng trước được làm rất là cầu kỳ luôn, từ cúc này cho đến phần ren ở cổ này, cho đến những cái phần xếp ly. Tay thì cũng có phối ren luôn nhá. Đó, và dáng tay là dáng tay dài, rất là phù hợp để mặc trong mùa thu. Nhưng Phương thì Phương hay kéo tay lên như này để nhìn cho nó thoáng ấy. Cái này thì Phương nghĩ rằng là size thì mọi người cũng rất là dễ lựa chọn thôi. Ví dụ như ai mà từ 45 cho đến 52kg thì có thể mặc S. Từ 52 cho đến 56kg thì có thể mặc M. Từ 56kg cho đến hơn 60 cân thì sẽ có thể là mặc L. Từ 61-62kg đổ lên thì có thể mặc XL được. Đấy, và dáng của nó là dáng suông như thế này nên là thì dễ mặc và che dáng rất rất tốt. Ai mà đang có bụng hơi to này hay là có thân hình hơi bị mập một chút ấy thì chúng ta nên lựa chọn chiếc váy này. Và váy này kể cả như ai mà đang bầu khoảng 2 đến 3 tháng là có thể bon chen được luôn. Mặc váy này thì mọi người chỉ cần phối một cái túi màu trắng để cho nó có điểm nhấn là được, không cần phải phối quá nhiều thứ.